애가 다시 자기는 그렇게도 했는데 걱정하지 말래. 왜 겁나? 혼자 있는데 왜 겁나? 꺼웠어. 응? 피가 꺼웠어. 피가 원래 꺼매. I didn't mean her. I would die without knowing this happiness. 내 생애 얼마 안 남았는데 손자 넷. 옛날에 우리 할머니 내가 맨날 귀 만지고 자라가지고 그 값을 받나 봐. 자, cả nhà, hôm nay là ngày thứ tư nói nhập viện á. Bây giờ nói khỏe rồi, không phải là khỏe 100% nhưng mà khỏe hơn trước ạ. Mình sẽ ăn với nổi cái này chi. 직원 식당 영식. 껌 네. 쑥. 따끈따끈하네. 동치미. 안녕하세요. 반갑네. 나 누구까지 있어야 돼. 이거 뭔데? 이거 덮밥. 제육 덮밥. 오랜만에 나도 사시구요. 200만. 그것도 좀 먹고요. 밥 조금 잡세요. 밥 조금 잡어. 그래야 힘이 나지. 밥이랑 고기랑. 골고기 잡자. 하나 잡수고, 요구르트 한 병만 잡수. 괜찮은데? 오늘 많이 드시네, 점심에. 나 점심 많이 드시죠? 점심 잘 쓰고요. 그거 약 하셔야 약. 그, 대변, 변비 약. 많이 좋아지셨어. 오늘 점심에 지나서 저녁, 그, 오후 시간에 의사 선생님 온다니까. Rồi cả nhà ơi, bây giờ bên bên nội ăn xong rồi, và grandma is using treatment for long. Nhưng mà cả nhà ơi, cũng luôn là nghe. Bây giờ nội mình khỏe hơn rất nhiều. Trước mình suy nghĩ là nội mình là người phụ nữ mạnh nhất thế giới, cho nên mình tính nội sẽ khỏe, sắp khỏe. 힘내세요. 화이팅! 화이팅! 자, cả nhà. Bây giờ Quyên đang đứng đợi xe buýt để mình đi chùa. Thì xe buýt 5 phút nữa tới mọi người, mình đang đứng ở trong đây nè. Quyên đi chùa về xong rồi chiều đi vô thăm bà nội. Ngồi đây đợi chút đi. Hồi nãy giờ Quyên đi tầm bậy tầm bạ, bắt xe chạy lùm lá chân á, tới bây giờ mới là tới đúng nè, bây giờ mới là tới đúng cái chỗ, nhưng mà xe buýt không vô tới, mình phải tự tìm đường đi lên. Thì Quyên đang tìm đường để đi lên chùa, mà cái lúc mình đi xe á nó khác,
cái lúc mà mình đi xe buýt nó khác. Lúc mình đi xe mình ngồi ở đằng trước, lúc mình đi xe buýt mình ngồi tuốt đằng sau á. Tới rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Trời đó. Hôm nay là một ngày mưa cả nhà. Quyên mới vào cầu nguyện xong. Quyên hy vọng là tối nay hoặc sáng ngày mai á, mọi chuyện sẽ suôn sẻ đến với bà nội. Tại vì nội sẽ chuẩn bị có một cái cuộc giống như là phẫu thuật với cả nhà. Thì Quyên hy vọng là tất cả sẽ tai qua nạn khỏi. Nội có cái cuộc phẫu thuật thành công. Nội cũng lớn tuổi rồi, cho nên khi mà bác sĩ tiến hành phẫu thuật á, thì họ họ không có chắc điều gì hết á mọi người. Cái gì cũng có thể xảy ra được hết trơn á. Tại vì nội quá già rồi. Thì Quyên hy vọng là tất cả sẽ ổn, mọi chuyện thành công, nội hoàn thành tốt ca phẫu thuật và nội khỏe mạnh. Thì một số cô chú anh chị nói là mình để đá lên đây xong rồi mình cầu nguyện á. Quyên cũng làm theo á, mình cũng để một viên đá lên đây rồi mình cầu nguyện mọi chuyện tốt đẹp tới với nội, với gia đình đó cả nhà. Bây giờ thì Quyên sẽ trở về. Rồi mình ghé cái chợ truyền thống hồi nãy mà mình đi lạc á, mình tới chỗ chợ truyền thống á, thì Quyên sẽ ghé đó. Quyên mua cho nội cái thao, đặng nội có thể đánh răng rửa mặt dễ dàng hơn á. Mình cho nội đánh răng rửa mặt trên giường luôn cả nhà, đỡ phải đi xuống, đi vô nhà vệ sinh mất công. Cực chứ vậy, tốn sức ngay lắm, đi mệt lắm. Rồi mình ghé đó mình mua một chút rồi mình về. Chiều nay thì mình Quyên đi vô trong bệnh viện thăm nội nữa, tiếp thêm sức mạnh cho nội ha cả nhà ha. Bây giờ nội mình đang cố gắng breathe, tại vì không có oxy ở trong máu của nội. Yêu xin mi hao. Hal머니, 그 요거 투석 잘 할 수 있게 힘을 내야 돼. 할머니가 힘을 내서 잘 하고, 어 우리 정국이 정규 아라 아랑 다 볼 때까지 사셔야 돼. 왜? 왜? 왜 웃겨? 뭐가 웃겨? 내 생애가 얼마 안 남았는데 손자 넷. 뭘 얼마 안 남아 그런 얘기 하지 마세요. 아니 적어도 정국이는 보고 가야지. 그잖아. 그런 생각 하지 말고 그냥 건강하게 지내겠다 이 생각만 하세요. 저랑 그 뭐야 그 애기들 문제는 저랑 윙이랑 둘이서 상의해 볼게요. 왜 겁나? 손자 있는데 왜 겁나? 아 피를 없을 것 같은데. 안 하면은 이거 엄청 고통스럽대. 몸에 독이 차가지고 돌아가시는 거야. 아, 필요 없을 것 같은데. 왜? 왜 할 필요가 없어? 검았어. 응? 피가 검았어. 피가 원래 검해. 원래 껌해요, 할머니. 왜 겁이 나? 하다가 돌아가실까봐? 참 무서워. 뭐, 왜 무서워?
모시고 그 저기 추석하러 가는 가니까 잘 먹여 가지고 간다고? 그분 잘 사셨잖아. 할머니도 잘 살면 되지. 같이 가자고? 같이 가자. 아, 모시러 간다고? 할머니, 오늘 병원 입원하고부터 제가 계속 같이 있었잖아요. 수술하실 때도 제가 뭐 수술할 때는 못 있지만 항상 곁에 있을 거니까. 큰 수술 아니야. 걱정하지 마시고. 잘 되고 하면은 뭐 잘 피만 잘 걸르면 될 거야. 아무 일 없을 거예요. 할머니만 마음 세게 단단하게 먹으면 돼요. 옛날에 우리 할머니 내가 맨날 귀 만지고 자라가지고 그 값을 받나 봐. 네가 이래서 자빠졌잖아. 내일 없을 거야. 아기는 오후에 올 거예요. 오후에 할머니 수술 끝나고. 나 혼자 있기 심심하니까 불렀어. 나가 바로 매장 많이 와가지고 걱정이 많이 안 나. 이제 언제 갈지 몰라요. 뭐 코로나 때문에 언제 갈지 모르지. 제가 잘 해줄게요. 제가 애기 잘 해줄게. 애기 잘 사랑해주고. 할머니도 빨리 나와서 애기 옷도 사주고 잘 해줘야지. And the doctor told me the number in the paper. After she checked grandma blood, the number is not good. It's not good. I mean, it's even worse. It's bad. And she said with me that we will start operation. We will soon start operation, changing blood for her. But we are not sure about the result. And this problem is actually a problem without solution, without answer. I don't know what it means, but like I think that's like, I mean, grandma is too old, so need to prepare something. So after I heard that, I feel really down. But I didn't, because I don't want my grandma feel bad. I don't want my grandma feel sad about her life. So I tried to calm myself down. Didn't show her any emotion, any feeling or anything. But about 2 p.m. she told me, like, because of course she doesn't know anything about what doctor said. So she told me with the joy, like, come here,
and she showed me three letters. And I asked her, like, what is this? And grandma told me that is Wing's new Korean name. Actually, yesterday, Wing asked grandma for a new name. Wing asked grandma to give her a Korean name. So I think grandma was thinking about the new name for quite a long time. And she said, Wing's new Korean name is Jeon Isil. Isil like you. It's like, and grandma said, that this name, I think this name is beautiful, and this Isil is pure. And I think it really match with Wing's character. Yeah, like that. And at the time I feel like a little bit sad because I just remember that what doctor said this afternoon. And after that, grandma also told me, like, Hoon, even though you have problem with her, even though you have something like something to be angry with her, even though you think you are mistreated by her, please don't be angry with her. I don't know how thankful I am to her. She come to offended like this and make everyone happy. And she told me if I didn't meet her, I would die without knowing this happiness. I don't think grandma will die, but like when she said that, I feel really emotional and couldn't control. About 3 p.m., the doctor, another doctor, came. And he gave me three papers to sign. And those papers say, like, this is dangerous operation, if it happens, maybe something will happen, we're not responsible, like that. So I signed on those papers. Hopefully tonight or maybe tomorrow afternoon she will have operation. I wish she will get well like before and live a little longer with us.할머니, 아기가 암도 걸렸는데 외국 땅에서 이겨냈잖아요. 그러니까 할머니도 할 수 있어. 암도 이겼는데 뭐. 할머니 편심했어요. 그치? 좋아요. 그래, 잘할 수 있어. 할머니 긴장하지 마세요. 애가 다시 자기는 그렇게도 했는데 걱정하지 말래. 잘 자고 일어나면은 끝나 있을 거래요. 빨리요. 너 싹 뭐 뭐냐?
Mon nhớ được. Nói sẽ mổ. À, nói sẽ mổ. Là hai đứa đang ủng hộ tinh thần nội cả nhà. Cũng sợ với lại bác sĩ. Rồi lớn tuổi rồi. Bác sĩ không thể nào chắc chắn 100%. Nguyên mổ mà còn sợ được cái chi bà nội. Cái bắt mình ký giấy rồi nọ đó. Rồi bác sĩ nói là nếu mà cái này nó dày nè, giả sử nếu là dày dày nè. Cho nên là hai đứa cũng rất là sợ mà không dám nói bà nội. Thì bà nội biết là bà nội sẽ mổ cho nên bà nội cũng lo lắng. Hai đứa đang động viên nội. Hai suy sợ. Hai suy tệ. 긴장하지 마세요. 긴장하면 더 안 돼. 자, 가냐. 하이 vợ chồng mới đưa bà nội vô cái chỗ để mổ rồi. Thì hai vợ chồng đang ở đợi. Bác sĩ đứng ngoài trước đợi một hồi lâu thì bác sĩ nói ok, nói chung là tình hình nó rất là khả quan. Giờ hai đứa về phòng rồi đợi nè. Mọi thứ ổn cả nhà. Cầu nguyện cho bà nội ổn. Tại vì á, ai cũng vậy, vô phòng mổ á, sợ dữ lắm mọi người ơi. Tâm lý mình nó kỳ cục lắm. Hồi nãy bà nội vô trong phòng á, bà nội rất là sợ luôn. Với lại nội bị lạnh, nó trong phòng mổ lạnh lắm, lạnh dữ lắm. Đó. Thì bây giờ là bác sĩ ra, bác sĩ nói tình hình ổn, hai đứa nhẹ lòng rồi về đây ngồi đợi. Ngồi đợi khi nào nội ra rồi mình mới yên tâm được. Bây giờ là mission 1 mà clear rồi, mission 1 quá rồi. Mission 2 là thay đổi máu. Buổi chiều này thay đổi máu. Sau đó là mission 3 là mission cuối cùng. Ngày mai xả nước trong phổi. Trong phổi. Nếu bà nội khỏe, bên đó là xong. Cố lên mọi ơi. Nè xin chào. Chào tất cả. Cảm ơn. 할머니 힘이 생겼어. 너 덕분에. 이제 그 할머니 허벅지 있는 그 관으로 피를 넣었다 뺐다 할 거예요. 너 떠나냐? 근데 그래서 할머니 여기 손에 발에 피 관이 있어서 응? 발을 구부리면 안 돼. 이게 발을 이렇게 구부리면 안 돼. 아셨죠? 이게 발을 할머니 주무실 때 가끔 이렇게 발을 이렇게 하잖아. 하지 말라고. 발을 항상 펴야 돼. 그거 어렵지만 그렇게 해야 돼요. 많이 구부리면 안 돼요. 조금 구부리는 건 괜찮아요. 많이 구부리면 안 돼. 잘하셨어요. 이게 이제 되고 그 투석해서 괜찮으면은 된 거야. 투석해서 괜찮으면은 이제 다 하고 집에 가면 돼. 이제 투석 하는 거예요? 이제 할 거예요. 오후에 할 거예요. 오후에. 안녕 là chúng ta chăm sóc mà bà nội rất chăm chỉ nhá. Tại vì á mắt của chúng mình panda. Hai con panda rồi nè. Em sao kia xíu. Xong rồi cả nhà. Ôi, tôi nói nha, hồi nãy kìa, cả nhà không thấy đâu. Mình với anh Huy là hú hồn hết trơn, bác sĩ y tá rồi hú hồn hết trơn. Nội lọc máu xong rồi á, về thấy đau nhức, thở không nổi nữa. Rồi oxy vô trong người quá thấp luôn. Đó, rồi bác sĩ gắn luôn cho máy này đây. Để đo cả nhà. Hồi nãy là hú hồn hết trơn, y tá bác sĩ lợi quá trời luôn. Để mà kiểm tra bà nội á. Bây giờ ok hơn rồi, đỡ hơn rồi, mừng hết sức. Huy đây nè. Làm hai đứa cháu hú hộ hết trơn. 99, 98. Trời ơi, hồi nãy cái máy nó báo động đỏ luôn. Thiếu oxy á. Cái máy báo động đỏ luôn. Hên quá trời luôn. Nói chung là tai qua nạn khỏi mọi người ơi. Giá từ giờ tới tối tới ngày mai nội khỏe lên. Chào cả nhà, bây giờ Uyên quay về nhà.
À, mình và nội ở đây luôn. À, buổi tối của nội tới rồi. À, nhưng mà bây giờ nội đang mệt, cho nên nội cũng thấy ăn bây giờ. Hôm nay món tôi cho nên mình sẽ ăn là bánh, bánh nha cả nhà ơi. Đây là bánh nồi cho mình. À, cho nên mình sẽ ăn bánh nãy và bảo vệ bánh nồi ở đây nha. Hôm nay á, quên tên phòng biến này và giúp mình rất nhiều, cho mình thư giãn để tắm nghỉ ngơi, cho nên mình cảm thấy rất là mạnh mẽ luôn. Cảm ơn em nhiều. À, trời ơi quên rồi, mình lúc trước là mình khi mình quay video mình nói cho Nguyên ơi, mình sẽ cảm ơn Nguyên và yêu Nguyên trước khi đi á, Nguyên đi rồi. Next time. Xin chào cả nhà, bây giờ thì hai vợ chồng đang ngồi ở trước phòng. Mọi người ơi, bà nội ra rồi. Thuốc giảm đau hay gì nè. Nói chung là mọi chuyện rất là suôn sẻ. À, bây giờ nội mình ăn sống, ăn vui tươi sống và coi news cả nhà ơi. Chưa khỏe tại vì mỗi dạy mà. Hôm nay mỗi mỏ và mỗi dạy cho nên chưa có năng lượng, nhưng mà bà nội có thêm she can breathe well, she can breathe better, and I can see her energy from her eyes. I think she'll be fine. She'll be healthy soon. This time for real. Rất là lạ ha. Bull. Cả nhà ơi, sáng nay á, bà nội mình cảm thấy rất là đau, đau không chết được, rất là đau. On her feet, on her leg, below the kidney, and she has heat. But about lunchtime, at 12 a.m., she become okay, and now she eat. At the time, I asked doctor and nurse about why she feels hot and why she feels cold and why she has heat, fever. But they don't know. From yesterday, I thought everything would be fine, but I think my grandma still has some problems to take care before getting out of this hospital. 진짜 맛있게 드세요, 어머니. 안 고민님 너희. Water drainage from grandma's lung. Yesterday, grandma took out 900 milliliter, and from last night to today, almost 150 milliliter. So more than 1 liter of water was in grandma's lung. Hồi nãy giờ mình ở đây mình chăm nội, còn anh Hương thì đi học, coi nội ăn cái thực phẩm nào á, để khi nào xuất viện á thì mình ở nhà mình coi nấu á nha, để cho đảm bảo sức khỏe nội á, nguyên một cuốn luôn nè. Nhưng mà nội tốn nghiệp lắm, không có ăn được giống người đó nữa. Bây giờ là mình phải kiên cậy dữ lắm luôn. Rồi anh mới về tới đây. Anh, hồi nãy em đi ở trong GS25 á, em nộp tiền trong cái thẻ,
đăng ký mình hả? Charlie đăng ký mình hả? Ok, đây đây. Em nói vậy ta là Man Won. Ồ, em nói cho người ta là Man Won, nhưng mà nắm nắm mấy nhiều nó. Refund đi. Em nói là 10.000. Bá, nhưng mà em đưa... Khi nào sử dụng hết? Em đưa là 50.000. Nhớ không? Em nói 10.000, em nói là Man Won. À. Là 10. Các bạn ơi, đã hiểu là 50.000 quá thôi. Ôm Man Won hả? Dạ. Cái người đó hỏi ôm Man Won. Cái anh nói ai vô Man Won. Mà cũng nạp 50.000 xong rồi đưa cho em cái bill luôn. Theo bill luôn. Em không biết là sử dụng tới dừng nào luôn. Đi với anh đi. Thôi. Trời ơi. It's ok. 50.000 là quá nhiều luôn á. Quá nhiều luôn á. Sử dụng xe buýt một lần chỉ có 1.000 một thôi. Này cũng chỉ 50.000. Sử dụng 50 lần. Đắm đuối lắm rồi, anh đắm đuối lắm rồi. Thôi hôm nay anh về đi. Em ở nội anh về đi. Không được đâu. Bạn ơi, bạn ấy yết thì sao? Em vẫn ngồi đi được mà. Không đi được. Ở trên giường, anh biết mà, em hiểu rồi. Anh nói quá đây nè, không biết đi được. Thì ý trên giường. Em thích hả? Xe lại cái nào? Trời ơi trời. Em dứt luôn á. Dịt luôn á. Em hít nó vô hủ luôn á chứ đừng. Không, anh không muốn em làm cái đó. Anh sẽ làm. À, để anh nghe một chút được không? Thì chết luôn. Đi bà. Ok. Đây là lần thứ ba đôi mình sẽ thay đổi máu. Tại vì lần này là thứ ba cho nên bà nội sẽ thay đổi máu trong 4 tiếng. Cho nên trong 4 tiếng đó mình sẽ mình sẽ làm việc luôn. Tại vì dấu này đã không có thứ gì nhiều để làm việc cho nên mình sẽ sử dụng thứ này để làm việc đó. Bà nói mình sợ thay đổi máu tại vì khi lúc nào nuôi mình thay đổi máu nuôi mình cảm thấy rất là đau, đau chân nè, đau mỗi nơi trong body. Cho nên lần này mình sẽ nuôi cho y tá, nhưng y tá ở đó sử dụng painkiller for her. Dạo này bà nội bắt mệt, không thể ăn như được, luôn ngủ. Áp thêm cái gì? Điều mình quay video là rất là hạnh phúc nha. Tên bây giờ bà nội mình ở Văn Điện khoảng một tuần rồi. Trong một tuần này mình cảm thấy là rất là buồn và lo lắng cho nội, tại tình hình của nội rất là serious, có lẽ chết rồi, có lẽ bị mất rồi. Nhưng mà bây giờ mình có thể thay trong mắt của nội là có sức mạnh, có energy, hiểu không? Cho nên mình suy nghĩ là bà nội sắp khỏe, khỏe lại và về nhà. Lần này mình ước gì là bà nội không vẽ phần viên này for a long time. I hope so. She need to change blood every 2 days, so we will come back, but I hope she doesn't stay here for a long time.